Đặc biệt với khu vườn nướng và bể bơi ngoài trời được trang bị những bộ bàn ghế có những chiếc ô lớn để cư dân có thể ngồi thư giãn, tận hưởng không gian xanh mát, thoáng đãng tuyệt hảo. Tuy nhiên, việc sử dụng ô ngoài trời một cách an toàn luôn được các nhân viên BMC chúng tôi chú trọng tới. Chính vì thế, hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số lưu ý khi sử dụng ô ngoài trời giúp đảm bảo an toàn cho quý cư dân khi sử dụng tiện ích này. Ô được mở đúng quy trình, dây ô được buộc đúng cách, dễ dàng tháo khi cần và được gài gọn gàng, đẹp mắt. Ô phải được đảm bảo chắc chắn, không bị gãy thanh nano, cột ô hay tấm dù ô không bị rách, tung. Quý cư dân chú ý không để trẻ em trèo lên bàn ô, nghịch ô, gây mất an toàn cho trẻ, đồng thời là mưa hại bàn ô. Khi trời trở sang thời tiết xấu, gió mạnh, chúng ta làm thao tác cụp ô, buộc chặt nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ hỏng ô, gãy ô hay ô bị lật tung do gió bão gây nguy hiểm cho cư dân. Trên đây, tôi vừa giới thiệu với các bạn về một số lưu ý khi sử dụng ô ngoài trời. Hy vọng quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn và an toàn khi sử dụng tiện ích tại chung cư Vinhomes Estate. Xin kính chào và hẹn gặp lại!